Chào mừng các bạn đã đến với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Ngày hôm nay Ăn Sạch Sống Khỏe xin chia sẻ với các bạn là món thịt trâu xào đậu Kobe. Về nguyên liệu của món thịt trâu xào đậu Kobe này gồm có: thứ nhất là thịt trâu. Thịt trâu đây thì các bạn nên chọn cái thịt trâu là thịt bắp đùi hoặc là thịt thăn, ăn rất là ngon nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhìn cái miếng thịt trâu này, nó đỏ và nó thịt nó rất là nạc. Tiếp theo chúng ta sẽ cần về cần tây và cà rốt. Cần tây và cà rốt các bạn nên chọn những cần tây tươi và củ cà rốt tốt nhá, thon thon. Tiếp theo là đậu Kobe. Cái đậu này là đậu Kobe nhé các bạn nhé. Tiếp là bạn cần tỏi và hành tây. Sau đó là chúng ta cần gia vị là hành nêm, dầu hoặc là mỡ và nước mắm. Đó, trên đây là toàn bộ những cái nguyên liệu rất là đơn giản để bạn có thể nấu món thịt trâu xào đậu Kobe. Liệu mà mình sẽ sơ chế đậu Kobe. Cái đậu Kobe này các bạn sơ chế rất là đơn giản thôi, các bạn sẽ như để ý nhé. Các bạn mình xem mình sơ chế rất là đơn giản, bạn chỉ cần cắt như này thôi, cắt nhỏ như này. Đấy, các bạn chỉ cần cắt nhỏ như này để làm sao cái sợi của chúng ta nó giòn các bạn nhé, cái sợi của chúng ta nó giòn ăn sẽ rất là ngon. Đấy, các bạn chỉ cần sơ chế như này, mình thái như này thôi. Đậu Kobe này ai cũng có thể làm được, rất là đơn giản. Mình là đàn ông mình còn làm được thì không có lý do thì các bạn nội trợ. Đấy các bạn xem này, chúng ta thái như này. Chúng ta thái chỉ ra nhá. Đấy, làm sao mà tí chúng ta ăn đỗ nó có độ giòn, độ ngậy. Đấy. Thái. Rất là ngon nhá. Sau khi mình đã thái chỉ con đậu Kobe này nhé các bạn nhé. Đây là nửa cân đậu Kobe. Tiếp theo là mình sẽ sơ chế thịt trâu. Đây là nửa cân thịt trâu mình sẽ sơ chế. Đấy, mình sẽ sơ chế thịt trâu nhé. Về cách sơ chế thịt trâu thì rất là đơn giản các bạn nhé. Mình sẽ sơ chế thịt trâu này. Tiếp theo là sơ chế thịt trâu các bạn. Thịt trâu thì các bạn, đây là nửa cân thịt trâu thì các bạn chọn cái thịt trâu nó là thịt bắp đùi hoặc là thịt thăn rất là ngon. Và cách thái này thì không phải ai cũng biết thái. Nếu bạn thái mà không đúng thớ thì nó rất là dai. Đây là cái thớ của nó các bạn nhé. Còn đây là cái miếng thịt này. Chúng ta thái này, các bạn để ý này. Đấy, chúng ta thái rất là dễ, rất là mỏng này, rất là dễ. Thịt trâu chúng ta phải thái mỏng, nhìn ngon rồi các bạn này. Đấy, rất là ngon nhé các bạn nhìn này. Đấy, miếng thịt trâu của chúng ta rất là ngon. Đó, chúng ta phải thái mỏng nhá. Thịt trâu chúng ta chỉ xào rất là ngon này. Đây, các bạn nhìn cái miếng thịt này cực kỳ ngon. Bạn ra chợ bạn mua thì nó sẽ không ngon bằng cái việc mà bạn sẽ đặt ở nhà dân. Nếu nhà dân mà thịt ý, thì bạn nên đặt. Đây là mình đặt ở nhà dân, bởi vì rất là ngon. Một tuần người ta thịt một lần thôi. Thế nên là thịt trâu các bạn nhìn cái miếng thịt này ăn thì sẽ cực kỳ ngon này. Đây là thịt trâu nhá các bạn nhé. Một số bạn thì không biết là thịt trâu hay thịt bò, đây là thịt trâu. Tỏi và hành tây, các bạn để xem chưa, tới tỏi các bạn đập này. Rất dễ. Tỏi thì các bạn nên đập nhỏ ra nhé. Cái vị tỏi này là quyện vào lúc mà bạn ăn thịt trâu ấy thì nó sẽ rất là ngon. Bạn nên đập tỏi ra. Tỏi đập nhỏ. Tỏi ta nhé, mình mua tỏi ta nó sẽ ngon hơn. Tỏi ngoài chợ thì các bạn mua sẽ không ngon. Đấy, cái tỏi này thì nó sẽ ngon hơn bởi vì độ. Anh sẽ để đây. Đấy. Tiếp theo là mình sẽ sơ chế hành tây nhé các bạn nhé. Hành tây thì chúng ta sẽ rất đơn giản thôi. Một củ này nó sẽ quá nhiều, mình sẽ làm một nửa. Đấy, hành tây chúng ta sẽ làm một nửa. Đây, mình sẽ làm một nửa hành tây này. Hành tây nó sẽ sơ chế.
rất là đơn giản thôi. Ý nha, bạn sơ chế hành tây rất là đơn giản, bạn thái nhỏ ra. Hành tây thì chúng ta chỉ cần thái nhỏ ra thôi, cho vào trâu thì nên có hành tây. Này này có hoa đấy các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ sơ chế cần tây nhá. Đó, chúng ta sẽ thái mỏng, không cần nhiều cà rốt lắm các bạn nhé. Đó, chúng ta chỉ cần thái miếng để nó thái mỏng, không cần nhiều lắm. Rồi, đây là cần tây này, và xem cần tây và củ hành tây này và cà rốt nhé. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành sơ chế. Đây, các bạn sẽ cho tỏi vào trong này, thịt trâu này nó sẽ ngon này. Tỏi thịt trâu để chúng ta ướp. Chúng ta sẽ ướp 10 đến 15 phút nha các bạn nhé. Ta cho cái này. Đấy. Bạn sẽ cho muối vào. Muối thì chúng ta cho một chút thôi. Đấy, chúng ta cho mỡ này. Chúng ta tại sao chúng ta phải cho dầu? Nhất quyết các bạn sẽ phải cho dầu vào. Bởi vì sao? Cái dầu này nó vào nó làm đục béo và ngậy của thịt trâu. Chúng ta cho nước mắm nhá. Đấy. Các bạn sẽ ước lượng theo cái khẩu vị ăn của mình nhé. Mình thì ăn nó vừa vừa thôi. Và chúng ta trộn lên, chúng ta ướp để trong vòng 15 phút nhé các bạn nhé. Phải 10 đến 15 phút để cho cái thịt trâu nó ngấm cái gia vị và ngấm cái độ của dầu ăn này và bột nêm này và nước mắm, tỏi nữa. Mọi người thì sẽ không cho tỏi vào ướp, nhưng mình đặc biệt là mình cho tỏi vào ướp để làm sao để nó cái vị thơm ở trong cái tỏi nó sẽ hòa quyện vào thịt trâu. Chứ mọi người không cho cũng không sao, nhưng mà cho thì sẽ ăn ngon hơn các bạn nhé. Rất là đơn giản, ai có thể làm được. Chúng ta sẽ ướp đợi 10 đến 15 phút nhé các bạn nhé. Ok. Để tiếp theo là phần xào đỗ nhé các bạn. Các bạn nên xào đỗ trước. Rồi, chúng ta đợi chảo của chúng ta nó già mỡ thì chúng ta sẽ cho dầu ăn vào. Đấy, chúng ta sẽ đổ dầu ăn vào. Đấy, đổ dầu ăn và chúng ta xào đỗ thôi. Đỗ thì chúng ta phải xào trước, bởi vì sao? Bởi vì thịt trâu của chúng ta sẽ rất là nhanh chín nên chúng ta xào đỗ. Đấy, giờ chúng ta sẽ cho đỗ vào. Đấy, đỗ này. Bây giờ chúng ta cho nửa nóng, làm cho bếp nó nóng này, chúng ta sẽ cho dầu vào. Chúng ta cho dầu vào, chúng ta sẽ xào thịt trâu.
Châu sau khi ướp 10-15 phút thì nó đã ngấm được gia vị rất là ngon nhé các bạn nhé. Đấy, khi mà dầu nóng là chúng ta cho thịt châu vào, châu ướp của chúng ta vào. Như thế này mới ngon. Đấy, các bạn này. 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 Đấy, các bạn. Và đây là thành quả của chúng ta nhé các bạn này, rất là ngon này, nhìn cái rất là ngậy nhé các bạn nhìn này. Thịt trâu với lại đỗ này, miếng thịt trâu của chúng ta săn là ngon này các bạn nhìn này. Sau đây là thành phẩm nhá các bạn nhá. Sau đây là thành phẩm thịt trâu rồi các bạn nhìn này. Đấy, rất là ngon nha. Cực kỳ ngon luôn. Độ óng của thịt trâu nhá, mỡ vào này, đỗ này. Cực kỳ ngon. Các bạn nhìn này, cực kỳ ngon nhá, mình sẽ soi cho các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn này. Đây này. Mỡ này, rất là ngon nhá. Okay.